Sáng hôm nay, Bệnh viện Ca Trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự buổi lễ. Thành lập ngày 17 tháng 7 năm 1969 từ cái nôi ban đầu là Viện Curie Đông Dương, trải qua 50 năm hình thành phát triển, Bệnh viện Ca đã trở thành đơn vị chuyên khoa đầu ngành về phòng chống ung thư của cả nước, với 3 cơ sở khang trang, 2.400 giường bệnh, cùng các trang thiết bị hiện đại ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Bệnh viện Ca cũng là nơi thực hành chuyên ngành ung thư của các trường sức khỏe của cả nước, đồng thời là bệnh viện hạt nhân chuyển giao kỹ thuật cho nhiều bệnh viện tuyến dưới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà bệnh viện đã đạt được. Thủ tướng cũng nhấn mạnh để đảm bảo nhiệm vụ của cả nước về phòng chống ung thư thời gian tới, Bệnh viện Ca cần phải tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, phấn đấu sớm trở thành một trung tâm ung bướu hàng đầu trong khu vực, là điểm đến tin cậy không chỉ đối với người bệnh mà còn đối với các đồng nghiệp và bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó thì thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị, lấy sự hài lòng của người bệnh là thước đo giá trị và mục tiêu phấn đấu. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương độc lập hạng 3 cho bệnh viện. Nhiều cá nhân tập thể xuất sắc của bệnh viện cũng đã nhận được phần thưởng cao quý trong dịp này. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng ban lãnh đạo bệnh viện đã tới thăm và tặng quà cho các bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa nhi, khoa xạ trị của bệnh viện, đồng thời tham quan khu pha chế thuốc và trung tâm phẫu thuật nội soi robot của bệnh viện.